Vâng, lời chúc sức khỏe đối với tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ăn liền vậy đó hả? Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ chần chờ gì nữa, kính mời quý vị có lá vé một loại này tập trung vào ánh sáng. Bắt đầu dòng số. Em à, tính tâm sự với quý vị khán giả sau một thời gian xa vắng. Những cái kia mà ngưng nhạc. Chương trình mình hôm nay hơi dài á. Hơi dài hả? Ừ, cho nên là còn tâm sự à? Rất là còn nhiều thí sinh đúng không? Ừ. Cho nên là mình nói ngắn gọn thôi. Nói đi. À, thì quý vị khán giả thấy em đã vắng mặt khoảng là gần một tháng trời. Đúng. Không có mặt tại sân khấu Lotto Show của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Bởi vì em hoàn thành một cái khóa tốt nghiệp tại trường trung học ô nhiệm trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Dạ, và một tháng trời em đã tập luyện khổ luyện để em có một cái buổi tốt nghiệp thật là thành công, và cuối cùng là em đã không nhận được bằng. Nhưng mà vấn đề là hôm qua tốt nghiệp là giai nam, mà sao nó đi giải nữ? Một giai nam trung niên chững chàng. Không, nói chung là chị cũng chúc mừng em vì em tốt nghiệp. Ngày hôm qua em không có đi coi được do em đi tiếp khách quý vị, nhưng mà chị nghe một chị đi khách hả? Chị đi tiếp khách. À, có một cái tình tiết rất là vui, đóng vai ông già khóc tập nhưng mà quên cái tỷ phải không? Không, cái đó là cái miếng diễn của người ta. Đó là cái miếng diễn chứ không phải quên đâu nha bà con. Ừ, mình nhớ nghe. Đó nhờ cái miếng diễn nhưng mà nợ môn tới giờ mới trả được đó, 5 năm trời. Em đóng một cái vai nam trung niên mà mọi người thấy thì thường em nói chuyện rất là lanh, nói nhanh, đúng, dễ dàng, dễ thương. Bình thường nói rất là con gái, rất dễ thương. Ngày hôm qua có thưa quý vị, Phi Thanh Dâm ở trên diễn mà dưới tiên cộng mình vậy nè. Sao vậy? Sợ đứt dây áo ngực. Con này nó quá đáng. Quá đáng, trời ơi, hôm qua có ba mẹ coi dưới á, không thôi là bể trơn. Em tập nói chậm muốn thung phổi luôn. Không, nhưng mà phải nói cái này cái gì cái, xin lỗi dân. Vấn đề tại sao bé Tư này xin lỗi dân quý vị. Dạ, trong một khoảng thời gian một tháng đó là dân đã lớp dân luyện tập để thi tốt nghiệp, nhưng mà khán giả nào tới đây chơi á cũng hỏi là trời dân lậu đâu bé Tư, dân lậu bé Tư. Em trả lời gọn gàng quý vị, chết rồi. Sao mày tốt chứ tao khá gì Tư. Tư thì giờ mới xin lỗi. Cái nghiệp của mày nó bám vào trong người mày càng ngày càng mập ra đó. Chôm chôm gì nữa, có là dính của mọi người để trả lỗi với Thanh Dân. Thì ngay bây giờ kính mời quý vị coi lấy vé trên tay tập trung giờ sáng bắt đầu. Do số số gì đây, rất là lâu quá. Số gì đây, số gì đây, cái đó số gì đây, số gì đây, số gì đây. Lặng lặng mà nghe em kêu con cỡ ra con mấy con mấy gì ra. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Mà em vẫn đông đi cài vườn tía, em vẫn đông đi cài vườn mà trời người đông dân tía, em cũng là người nông dân. Hơn quá em là diễn viên. Dễ thương má. Má gì đâu má bỏ con vậy mẹ. Người mẹ điên. Số gì đây, số gì đây, số gì đây mẹ em. Là con trai 32. Ôi trời ơi, bà nội ơi, cái núi che cái núi nó lại. Đúng rồi sao mà hại quá. Còn là BD bất hiếu không, xét đánh nó chết nhiều như vậy thì đó. Ôi, BD bất hiếu đúng không? Ê sao mày ngủ vậy? Chị ngủ luôn rồi. Chết cha rồi, Tha ơi. Ba ơi, chị chưa cạo lông nách nè. Trời ơi, nó măng măng lên kìa. Bà nội ơi, mặc áo xách nách không cạo luôn kìa. Gia ngát với đàn chị á chứ. Đùi một ớt nghe tin mà xét đánh răng. Cha như xin chẳng đánh mà bình tay.
tiếp đây. Con số 7 cái tháng này đây trời đông sao lạnh quá, lạnh na thì mà như cục nước đá. Cái cảnh không phải là hoa già, lại có mấy bạn trẻ cô đơn mà chưa chồng. Đêm đêm nằm ngủ phập phồng, lạnh quá lộn loại thấy cái lòng nó tưng tưng. Muốn sáng chiều qua ngồi với em cắt bờ, ngủ nước chừng, sông ngủ nửa chừng mới sáng bị nhà lầm. 25 xuống gì ra, xuống gì ra, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Cúp đèn lên cây đầu mà cúp giấy giấy. Hôm nay hồn mà cúp về đây, ngày hôm nay nam nữ con thành tâm. Hôm buồn năm năm đã ôm mà ngày đâm. 45 con 45 45 xuống gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Ôi thì ai như cô năm cô bắt năm bờ xa mới về. Cái chuyện xin tâm tin quá thôi, các nơi các em làm sao. Mấy gì nhau huy huy mấy tình huy. Thì ta tin tâm bắt này, tại đây mới mất thương như đàn tiên. Năm mươi mươi con 50, con 50, con 50 mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây. Em khi đơn có nó, con một đôi bờ đường đê. Lâu xin dừng chân. Cái đúng cái gì, con số may mắn, con số 5 ở tập này, đặc biệt là con số đầu dài quý vị nha. Quý vị không tin tưởng hay bước lên sân khấu trước là dùm em. Ngay bây giờ ai may mắn đầu dài vào lần này bước lên sân khấu trước là dùm em ạ. Xin mời tất cả quý vị khán giả may mắn đầu dài ở một lần đặc biệt tiếp theo. Con số 5